Mặc quần đen mang đen đỏ gặp ông đô Nguyễn Văn Long đội bảy, mặc quần đen mang đen xanh xin mời hao đô và dưới giới nghe trọng tài chính xe này. Chú Trần Văn Bính đã cho Trọng Phước 200.000 đồng, xin mời Trọng Phước vào gặp ban tổ chức để nhận quà. Xin mời hao đô bắt tay trước khi thi đấu. Hao đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Xin mời Hao Đô và dưới giới tiếp tục thi đấu. Xin mời Hao Đô và dưới giới tiếp tục thi đấu. Ban tổ chức chúng tôi xin được nhắc nhở ông Đô Nguyễn Văn Long không được phép cố tình bỏ ra khỏi giới. Thank you.
sư phụ đã nhất thảo.